Rồi ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm lại quả MK47 danh anh em ơi. Thì cái quả này giờ nó không còn bán như trước anh em ạ. Theo mình thấy thì bắn nó không được ổn định như trước nữa anh em ạ. So với 81 thì trước giờ nó cũng bị fix, nhưng mà 81 nó vẫn là một cái gì đó ngon hơn anh em ạ. Cho nên là cái tỷ lệ bị cấm 81 nó là auto là 100% trên danh 3K4, 3K5 trở lên là 100%. Đấy. Tất cả 81 không cần biết là VIP vàng hay là VIP đỏ hay là súng tím hay cái gì, cứ là 81 là cút rồi. Ôi chết mẹ hết rồi này, không biết à. Cái quả thằng nữa à. Ôi ôi ai à, bắn kinh quá nhờ. Được nha, quả mình không chạy mít thì cái thằng hẻm A nó bắn chết mình các bạn. Mà mít nhà mình cũng có cơ, quả là bị vây rồi, quả không làm gì được. Nhỏ quá, nhỏ quá. Nha, mùi toang toang anh em nhỉ. Rồi hiệp đầu là một con kill thôi. Khẩu này theo mình thấy thì bắn theo cái kiểu vài viên một vài viên một nhấp nhấp thôi, chứ còn sấy thì cũng hơi mù mắt anh em ạ. Rồi, 4 viết 4 hay quá. Ai à. Cái Trang này bắn kinh phết, là Trang gái trai đây. Rồi. Trời ai à. Nhanh đây, anh em nhanh đây, mẹ được nha. Để bot cừu lỗ liệu qua, mình tưởng là nó bắn hai thằng ấy, tưởng hết rồi, nó phải lên chứ. Đấy, ra. Được, 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 được. Quả này hơi lỗi, anh em, quả này hơi lỗi. Này, đi bút kill cho đồng đội, à, cho đội bạn rồi. Đéo được rồi anh em ạ, hỏng 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 hỏng. Đánh đấm thì vỡ mồm rồi. Thế chậm lại thế nào các anh ơi, không hai mẹ rồi đấy. Không hai rồi đấy các anh ạ. Không ba không bốn là mệt đấy. Khó đặt lắm. Rồi, 4 việt 3 đấy thế chứ. Mít có nha, mít có thằng bắn Barret nha. Ô, mình xin một thằng. Hay quá, ôi giời ơi, 4 vẫn 1. Thế này mà không win nữa thì còn lúc nào win. Rồi về A bom thôi anh. Đấy, già B nha, thằng này B nha. Thế mình sẽ đứng nhà nhà hoa hồi sinh. Cái này trước nó là nhà hoa, giờ nó không có hoa nữa thì gọi là nhà hồi sinh thôi anh em ạ. Nhà hồi sinh. Nhà phốt mình ra mình bắt luôn anh em ơi. Nào. Bom đi cho về cái. Bây giờ đi tìm nó hơi mệt anh em, mình yếu rồi. 40 máu. Đây về này. Mình xin. Nghe phốt phát là chết ngay. Làm gì có thằng nào đi chậm từ cái chỗ này. Ít nhất là nó phải vào đến cái nhà này nó mới đi chậm mình không ạ. Bắt phốt ngay. Lấy lại danh dự ngay anh em. Ôi xoay ôi. Mày bị snip bắt hơi nhiều nha. Trận này bị snip bắt hơi nhiều nha. Mạnh nha lên, mạnh nha lên. Rồi ôi chết rồi. Ở bên nó có cả mấy trăm anh em ạ. Vãi thật. Đó được rồi. Mình cũng rất muốn làm cái khẩu 81 chu du hay 81 xanh, 81 cơ khí, nhưng mà khổ nỗi là cái app mà mình mượn có thì vào game là auto cấm mấy khẩu đấy rồi, nên là đéo chơi được anh em ạ. Cày thiết chứ lại. Rồi ai 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 cái gì đấy bạn. Lên đây. Ô lên này. Tự nhiên như ruồi bạn nhảy. Ôi rồi. Ây da, mẹ thanh niên là bắn dính thế nhỏ. À, được nha. Mà góc đấy của mình là góc chết rồi. Góc đấy kê góc đấy mà kê sniper thì chạy ra được. Nhỏ thế nhỏ anh em, nhỏ thế nhỏ. Tính ra bị thanh niên sniper bắt mấy lần rồi đấy. Đó được rồi anh em ạ. Nghe mùi toang toang đây. Đầu phế quá, anh em phế quá. Để thanh niên bắn. Cái này cũng được rồi. Rồi cứ coi như là tạo cho thanh niên ấy cầm A đi, mình có khi mình sẽ bắn chậm lại. Nào nào các thanh niên đâu rồi, ở đây này, đây này, đây đây vô đây. Ui ui bắn chưa 84 em sợ. Ui cái con cặc gì đây, yếu yếu kiểu gì anh em ạ. Ba Việt Nam thôi, quả này khả năng kéo lên 1-4 mẹ rồi. Hình đấm dè kìa, yeah, bắn nó. Xong rồi đấy, xong rồi đấy, tăng nó rồi đi luôn. Hai vét năm thì cút rồi đấy anh em ạ. Ở bom rớt, ôi tôi sao không còn thua, còn thua, còn thua. Bắn từ từ thế nào, cơ bản là đồng đội bên mình nó bắn nó đéo đều với nhau ạ.
nó bắn đeo đều, nó bắn kiểu bắn nó bắn chéo, nó bắn cover nhau, nó bắn cái kiểu gì ý. Thì thoảng gặp những cái đội như này rất khó chơi, nhậm rất khó chơi. Nó phải biết kiểu cover nhau cơ. Kiểu điền vào chỗ trống anh em, chỗ nào chết cái là phải điền vào ngay để móc lốp tùm lum này gì. Đánh đấm đéo anh em. Rồi, quay vào nhảy nhà hoa này. Có chứ gì chậm thế mày. Mày cái thằng này. Mình xin. Nam yếu nhở. Nam tầm 24 anh em ạ. Ngoại em ảo thấp. Ừ nhá, làm 2 rồi, ngon rồi, ngon rồi. Sốc lại tinh thần, sốc lại tinh thần anh em ơi. Rồi. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh thôi. Giờ đi tìm nó là mệt đấy. Ui, 2v3, khó rồi. Chả ma này. Con xin nó đi chả ma đấy anh em ạ. Đây đây. Đây con. Nào. Mình xin. À thằng nào. Tao cho hai đục mình. Nào chơi béo đây, 24. À 29. 29, 29. Ê, ê. Ôi giời ơi, đi đeo nó chân nhau hoa, có thằng nữa. Thôi, thế là hết. Thế là hết. Mẹ. Tưởng là chúng ta sẽ có một trận lật kèo ở đây nhưng mà đéo có rồi. Cố lên thanh niên này. Chúng chó hết rồi. Ôi thằng cái 9 hay 2 ạ. Mẹ nó mà để snip cho bạn thế. Đi à rồi. Không, nó kê thì cũng toàn những góc cơ bản thôi nhưng mà chứ hiểu kiểu gì mình ấy cứ hiện đâm đầu vào đạn của nó. À nhá, à nhá. Rồi, 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 xuống kìa, xuống, 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 xuống. Phạm nó. Rồi, qua tay trên cao, qua tay trên cao. Cao A, cao A, cao A. Rồi. Nó sai, nó sai rồi. Đặt bom, đặt bom, đặt bom, cẩn thận giữ. Đúng rồi, cẩn thận giữ. Chết rồi, bỏ mẹ rồi, bỏ mẹ rồi. Cố lên, cố lên. Phạm nó. Rồi, đấy. Được. Đấy, ít ra cũng phải có những thằng nó gồng gánh với mình như này chứ không đỡ nhau được. Một team 5 thằng ít nhất phải có 2 thằng bắn được chứ. Một mình bắn tiếp nhau được anh em. Mà đỡ vào đít. Mẹ nó vây bịt trước bịt sau thì cứ mà. Chứ khi bắn snip thì chịu. Chứ khi bắn snip thì một phát bắn hit ăn luôn. Hoặc họ yếu thì vẫn ăn được chứ bắn tay cơ mà. Bịt đầu bịt cuối thì khó chứa lắm anh em. Nào lật kèo lật kèo. Ôi dài ơi bỏ lật kèo lại lăn là chết thế kia thì lật cái đéo gì. Hỏng rồi. Rồi nhá, lùi 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 lại tí. Cho thằng này nó kê đi. Mày kê đi, tao ra mít. Nào. Phát này thủ thôi anh em ạ, không đẩy nữa. Đẩy cũng ai mít ạ. Mày chịt quá nữa. Cho mẹo đi. Ui, ui snip à, ui dồi ui. Thế theo cái trận này hết bị 3 red kê rồi đến mấy trăm kê rồi mà. Đéo được rồi, 2v2, cố lên các thanh niên. Thằng này nó bắn khẩu gì đây? 58 rồi anh ơi. Cuối ma còn một kìa. Đó, đó, đó. Còn lại chết nhá. Thục gần này thì làm được ấy nhờ. Con rơi cao ma đẹp mẹ luôn. Một flash đâu đây? Cẩn thận nó lên anh ạ, cẩn thận nó bò lên đấy. Chủ động vào. Đấy, rồi. Đó rồi, thằng yếu rồi. Thằng snip bắn trừ 58. Thế đéo nào đó bắn mình thì dính thế mà bắn bọn này cứt nhở cho xong sai à này xong rồi năm vua di vật năm vua di vật mày mà bắn chết thằng này cho một like rất tốt nói là làm cho một like ngay anh em cho một like gọi là động viên tinh thần được hay hiệp rồi cố lên cố lên lại cố gắng anh em cố gắng sốc lại tinh thần thanh niên kia mà chín kêu thôi. Mình khoảng 2 kill nữa là mình giật lại được A anh em ạ. Nào nào, ơ nhảy nhau hai này. Ôi giời ơi bạn này. Bạn này đi tịnh tạo đột biến à? Bứt phá hả? Xin lỗi bạn hơi ren. Mình cũng nhanh lắm. Mấy cái thằng mà nó nhảy nhau hoa bất ngờ vào thế động hơi hơi bị sốc đấy anh em ạ. Nếu mà anh em đi biết anh em giúp vào nhà hoa nó ủ chết ngay đấy. Đang một sấm mốc mít bịt snip lại này. Bên nó có hai thằng snip nha. Hai snip biết chơi. Thanh niên Barret và thanh niên mới trăm. Hai thanh niên biết chơi. Rồi ôi. Đừng có chết như vậy chứ. 4v4 kệ nó mình sẽ thẩm du anh em ơi. Không lên đâu. Thẩm du
Tập du lật kèo anh ơi. Nào. Yên nắng lắm anh em ạ. Yên nắng lắm, yên nắng lắm. Không nghe phút phủng gì. Lên cái coi. Hay quá. Thằng shotgun cá mập kia nó lại thịt được thằng nữa rồi anh em ạ. Rất tốt. Cái khẩu đấy thì bắn zombie nó sẽ là bố đời hơn. Nhưng bắn C4 thì cũng được. Nhưng bắn tầm gần thôi. Chung với xa bắn như cút. Như cút. Rồi, thằng A chết rồi. Tuyệt vời. Sao níp hả? Thanh niên này ăn mình mấy lần rồi này. Phải rình mò ăn nó anh các bạn. Sao biết thời gian rồi. Cứ làm sao không cho nó đặt bom vào được. 1B2A. Mình cả cao A thanh niên kiểu cống Nga. Ôi sời ơi. Cho bạn này. Ừ, chạy đâu. Chạy đi đâu. Ai à, thanh niên này chết kinh phết chứ. Anh không sao, hết giờ nó không sao. Vẫn cứ là ok anh em ạ. Ấy da. Thanh niên nhảy xuống vẫn chết ạ. Vẫn chết cao A. Ấy da. Mình định để nó vào đặt bom mình móc lốt cho đỡ mất máu. Nhưng mà quay lại chết luôn. Ấy. Tỉnh đấy anh em, tỉnh đấy. Nhờ. Nhưng không sao, các bạn chơi chắc quá để lại hết giờ thì mình đều chứ. Chung kết anh em ơi. Ai gì đến rồi cũng sẽ đến. Ăn nhau về cuối các em, ăn nhau về cuối. Giờ mình làm khoảng đôi kill nữa là giật A ngay. Rồi, cao A chết nè. Cao A chết nè, xuống đây. Có chắc là dám xuống không? Thằng kia nó đứng nó bịt thế kia, nó bịt lỗ thế kia thì thằng nào dám xuống của mày? Cứ bình tĩnh thôi. Rồi bắn nhau, có vào. Mình phải nhìn đồng đội anh các bạn. Đây bắn nhau này, cover đây. Cover. Thế cover đấy các bạn, không phải cái nhát đâu. Cầm cover đấy. Bom bê mẹ rồi. 3v3 thằng kia từ từ anh ơi. Ít, khó thế. Đó được rồi. 2v3 anh em ơi. Từ nhá, mình còn quả smoke, mình sẽ nhắm vào trong side. Smoke phải nhắm vào trong side anh em ơi. Đã bịt vào nó kê sniff anh em ơi. Rồi chú bạn ạ. Mình xin, hay quá. 2v1, 2v1. Đây rồi, đây tao đây tao. Trời ơi. Thế chứ, mẹ lật kèo anh em ơi. 13 kill. Ăn nhau về cuối game, giật A ngay. Giật A phút cuối, thanh niên định. Đầu xanh cuối phế thế không được rồi. Đầu mình gọi là fit mạng nó huyết đi ạ. Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip của cho mình một like và subscribe. Nhớ bấm chuông nhận báo clip mới nhất của mình nhá.